Hai, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kinh nghĩa miền Tây. Lại là mình đây. Thì quả cóc nó không chỉ là một loại trái cây ngon miệng mà nó còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe quan trọng. Ở video này, mình sẽ cung cấp cho các bạn một số cái lợi ích của quả cóc mà mình biết được ha. Đầu tiên, đó là giàu vitamin C. Quả cóc nó chứa một lượng lớn vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh nhiễm trùng và thúc đẩy quá trình làm lành vết thương. Thứ hai là nó cung cấp chất xơ. Chất xơ trong quả cóc nó giúp cải thiện hệ tiêu hóa nè, ngăn ngừa táo bón và hỗ trợ quá trình tiêu hóa thức ăn. Thứ ba là giảm cholesterol ha. Chất xơ hòa tan trong quả cóc nó có thể làm giảm mức cholesterol xấu trong máu, góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Thứ tư đó là tốt cho sức khỏe mắt. Quả cóc nó chứa vitamin A có lợi cho sức khỏe mắt nè, giúp duy trì thị lực tốt và giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt như là thoái hóa điểm vàng. Thứ năm là chống viêm. Quả cóc nó có chứa hợp chất chống viêm, giúp giảm viêm nhiễm và đau nhức trong cơ thể. Thứ sáu là hỗ trợ giảm cân, với lượng calo hấp và giàu chất xơ, quả cóc là một lựa chọn tốt cho những người đang theo đuổi chế độ ăn kiêng. Nó giúp tạo cảm giác no lâu và kiểm soát cân nặng. Thứ bảy là nó cung cấp khoáng chất. Quả cóc nó cung cấp nhiều khoáng chất như là canxi, kali, magie, cần thiết cho sự phát triển xương, cân bằng điện giải và duy trì chức năng cơ bắp. Và cái lợi ích thứ 8 đó là chống lão hóa, nhờ vào lượng chất chống oxy hóa như là vitamin C và các polyphenol, quả cóc có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa, bảo vệ da khỏi tổn thương do các gốc tự do. Như vậy thì chúng ta thấy được cái lợi ích của quả cóc rồi đúng không? Tuy nhiên nếu mà có bất kỳ cái vấn đề về sức khỏe đặc biệt nào á thì các bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thêm quả cóc vào chế độ ăn uống của mình ha. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này của mình đến thời điểm này. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh thì các bạn cho mình xin một lượt đăng ký và một like để mình có động lực mình ra nhiều video gửi đến các bạn nha. Và khi các bạn bấm đăng ký á, các bạn nhớ nhấn vào cái biểu tượng cái chuông á, để khi có video mới trên kênh Nghĩa Miền Tây thì YouTube nó sẽ gửi thông báo đến cho các bạn ạ. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau ha.